vị, trước đây Bình Dương được biết tới là một thị trường căn hộ vừa túi tiền, giải quyết vấn đề an cư cho hàng triệu người dân trong khu vực cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì khái niệm này dường như là đã biến mất khi mà tìm kiếm một căn hộ dưới 2 tỷ đồng là điều không hề dễ dàng. Vậy thì làm sao chúng ta có thể cân bằng giữa nhu cầu khi mà giá ngày càng tăng mà người mua thì ngày càng rẻ? Một bài toán không hề dễ để đưa ra lời giải. Và trong bối cảnh này thì Phú Đông Group đã đưa ra được một giải pháp, đó chính là dự án Phú Đông Sky One với 75% nguồn cung là những căn hộ dao động từ 1 tỷ tư cho tới 1,8 tỷ đồng. Và đi kèm theo đó là tiện ích và nội thất bàn giao rất cao cấp. Vậy thì ngay bây giờ, Ngọc Phượng mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với không gian sống chất lượng nhưng giá vừa túi tiền nằm ngay tại tâm điểm vàng khu đô thị công nghiệp thành phố Dị An, dự án Phú Đông Sky One. Hiện tại thì Phượng đang đứng tại căn hộ một phòng ngủ cộng Phú Đông Sky One. Căn hộ này với diện tích là 55m², được bố trí bao gồm có một phòng khách nè, một phòng ngủ nè, sân phơi, ban công, rồi là bếp ăn liền kề với lại bàn ăn và một khu vực cộng thêm nữa. Với thiết kế căn hộ này thì vô cùng phù hợp với những gia đình trẻ hay là những gia đình vừa mới có con. Và không biết là căn hộ này sẽ có điều gì đặc biệt, hãy cùng theo chân Ngọc Phượng để khám phá nha. Mà trước khi tiến vào bên trong thì Ngọc Phượng cũng muốn giới thiệu đến mọi người là ngay từ bên ngoài chúng ta cũng đã thấy được sự đầu tư chỉnh chu của chủ đầu tư, đó chính là cửa thép giả vân gỗ 3 lớp chống cháy như thế này đây, rất là an toàn và tiện lợi cho chúng ta. Đi kèm theo đó là hệ thống khóa từ rất là hiện đại và tiện lợi, gồm có 4 chức năng là mình có thể sử dụng vân tay, mã số, thẻ từ và cả khóa cơ nữa. Với thiết kế này thì mình không cần phải lo về vấn đề quên chìa khóa nữa nha. Và bây giờ thì chỉ cần một chạm là chúng ta có thể tiến vào bên trong. Và ngay khi bước vào trong căn hộ thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái hệ thống tủ được đặt ngay cửa như thế này đây. Thì với cái hệ thống tủ này đó mọi người, nó sẽ khiến cho cái căn hộ của mình nó rất là gọn gàng luôn, rất là tinh tế luôn nha. Đó, mình đặt để được rất là nhiều đồ vào ở trong này. Bước vào là không có thấy cái sự lộn xộn ngay ngoài cửa rồi. Rất là tinh tế. Đây, tủ giày nha mọi người, chứa được rất là nhiều giày ở đây luôn. Đó, mình sắp xếp gọn gàng ở đây. Bây giờ thì mình sẽ đến với cái không gian đầu tiên khi mà bước vào bên trong nhà, đó chính là không gian bếp này đây mọi người ơi. Có thể nói là đập vào mắt của người nhìn của Ngọc Phượng ngay lúc này, đó chính là một cái không gian bếp được thiết kế rất là thông minh luôn nha. Theo Ngọc Phượng đánh giá thì nó rất là tinh tế. Bởi vì sao? Bởi vì không gian bếp mở nè, nó làm cho mình cái cảm giác là khá là thoải mái khi bước vào đây. Mặc dù là diện tích của căn hộ tổng thể thì nó khá là nhỏ nha, nhưng mà nó luôn cho mình cái cảm giác rất là thoải mái. Thì ở đây đó là bếp được thiết kế liền kề với lại khu vực bàn ăn, thì không chỉ làm cho mình cảm thấy là nó rất là đẹp mà nó còn rất là tiện ích nữa. Bởi vì sao? Nấu nướng ở bên này xong cái bưng qua bàn ăn luôn, rất là tiện và gọn đúng không nào? Rồi, một cái điểm rất là nổi bật trong cái gian bếp của Phú Đông Sky One, đó chính là hệ thống tủ bếp full trần. Với hệ thống tủ bếp này sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề cho những người nội trợ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì thường thì chúng ta ở khu vực bếp sẽ để rất là nhiều đồ, từ nồi niêu son, chảo chén dĩa rổ rá đúng không nè. Thì khi mà nếu như chúng ta sử dụng cái hệ thống tủ mà có hở trần ở trên á, thì chúng ta sẽ đôi khi tận dụng cái diện tích ở trên đó mình để đồ rất là nhiều, không chỉ mất thẩm mỹ mà còn mất vệ sinh nữa. Bởi vì lâu dài là sẽ bị bám bụi nè, nhìn không có được đẹp đúng không? Thì bây giờ hệ thống tủ phun trần nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó cho chúng ta. Mình có đồ thì mình cứ để gọn vào trong tủ là xong. Rồi, ở bên dưới cũng có hệ thống tủ nha mọi người nha. Đó, để mình có thể tận dụng chứa đựng đồ hay là lắp đặt những cái thiết bị mà mình mong muốn. Còn với những người mà ưa thích nội trợ như Ngọc Phượng thì lại rất là chú trọng đến những cái thiết bị được đặt để ở bên trong nhà bếp. Thì với Phú Đông Sky One khi bàn giao nhà thì về cơ bản là mọi người có thể dọn vào và sử dụng bếp luôn ngay lập tức. Bởi vì là gần như là đầy đủ hết tiện ích rồi, mình chỉ cần mua thêm cái tủ lạnh thôi là đủ. Rồi bây giờ quay trở lại những cái thiết kế của căn hộ Phú Đông Sky One, thì đầu tiên là cái khu vực bồn rửa này mọi người, thiết kế chuẩn châu Âu luôn nha. Nó không chỉ mang đến cho chúng ta cái việc là mình nhìn thấy là cái thiết kế này nó đẹp, cái bồn rửa này nó đẹp, nó sang trọng, mà nó còn rất là tiện ích nữa. Bởi vì là mình, cái bồn rửa nó sâu cho nên là khi mà mình sử dụng đó, nước nó không có bị văng vương vãi ra ngoài, thì vừa sạch sẽ lại vừa tiết kiệm được cái thời gian lau dọn cho mình. Thêm nữa là cái vòi rửa nè, linh động, thông minh, cho nên là mình sử dụng nó cũng tiện lợi hơn và còn tiết kiệm nước nữa nha.
qua bên này sẽ là phần bếp. Bếp được bàn giao là bếp điện nha mọi người, và ba vùng nấu cũng là những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và uy tín trên thị trường, cho nên mình hoàn toàn có thể yên tâm. Có thể nói xu hướng sử dụng bếp điện hiện nay đó đang được phổ biến rộng rãi hơn bởi vì cái tính an toàn, tiện lợi cũng như là tiết kiệm nữa. Và với một cái không gian bếp mở như thế này thì không thể nào thiếu chiếc máy hút mùi. Và chủ đầu tư cũng rất là tinh tế khi trang bị đầy đủ luôn cái hệ thống này. Bởi vì khi mà với bếp mở đó nha, cái mùi thức ăn nó sẽ bay ở khắp nơi. Nhưng khi mà mình vừa nấu ăn vừa mở máy hút mùi thì sau khi nấu ăn xong là mình cũng sẽ trả lại được cái không gian thoáng đãng ngay lập tức luôn. Đó. Và còn một điểm ở trong khu vực gian bếp này nữa, đó chính là chủ đầu tư tận dụng cái diện tích này để mà thiết kế quầy bar. Thì nếu như mà mọi người thích đó thì mình cũng có thể sử dụng thiết kế này trong căn nhà của mình, bởi vì đây sẽ là một cái góc để mà chúng ta có thể thư giãn cùng với gia đình của mình vào những ngày cuối tuần chẳng hạn. Hai vợ chồng có thể ngồi nhâm nhi một ly rượu vang và cùng trò chuyện với nhau những cái câu chuyện thật là thú vị. Còn bây giờ mình sẽ đến với không gian khác nha. Và đây là không gian phòng khách của căn hộ một phòng ngủ Phú Đông Sky One. Mọi người thấy là nó có một cái sự liên thông với lại khu vực bếp, bếp mở mà. Thì ở đây nó không chỉ giúp gia tăng cái sự tiện lợi, làm cho chúng ta có cái cảm giác là phòng khách này của chúng ta nó rộng hơn, nó thoáng hơn rất là nhiều. Cái diện tích sử dụng chung nó lớn hơn, mà còn có một cái gọi là tinh tế ở trong thiết kế ở đây nữa, là chủ đầu tư rất là chú trọng đến việc là cái không gian sử dụng chung nó có một cái sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. Ví dụ như là ba mẹ có thể nấu nướng ở trong bếp nè, thì con cái vui chơi ở đây, có một cái sự quan sát chăm sóc con của mình, nó không có bị gián đoạn, rất là yên tâm ha. Mà cái quan trọng nữa là những thành viên trong gia đình có thể nhìn thấy nhau mọi lúc mọi nơi đó, thì mình sẽ cảm thấy là cái tình cảm gia đình nó gần gũi hơn, nó gắn kết hơn rất là nhiều luôn. Ví dụ như ở không gian sinh hoạt này mà nhà có tiệc đi chăng nữa thì mình cũng có thể tận dụng được đó. Một cái bữa tiệc đông người hơn tí xíu thì cũng hoàn toàn có thể thoải mái để tổ chức ở đây ha mọi người. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với lại là cái khu vực ban công. Thì đây, mở ra một cái ban công rất là lớn ha. Thật sự mà nói mọi người, khi mà một cái căn hộ mà không có ban công thì Phượng thấy nó bị bí bách lắm. Nhưng mà với căn hộ của Phú Đông Sky One thì vấn đề đó đã được giải quyết khi mà chúng ta có một cái diện tích ban công khá là rộng rãi như thế này. Và ở đây là cũng không có đặt cục nóng máy lạnh nữa, cho nên là nó sẽ không có bị nóng. Và mình có thể tận dụng cái ban công này làm cái khu vườn nhỏ xinh nè, để có cây cỏ hoa lá để mà ngắm. Bên này thì mình đặt một cái chiếc bàn nhỏ để mà những cái buổi tối rảnh rỗi vợ chồng cùng nhau pha một bình trà, pha một tách cà phê đem ra đây ngồi và cùng nhau ngắm thành phố về đêm sẽ rất là tuyệt vời luôn nữa. Và chiều cao của ban công nha thì rất là an toàn luôn. Phượng đứng là đã cao gần tới cằm Phượng rồi, cho nên là trẻ con mình không có lo trẻ con sẽ leo ra bên ngoài. Và với thiết kế này cũng có thể tận dụng tối ưu, vừa thẩm mỹ lại vừa đón được làn gió vào bên trong căn hộ. Quá là hay đúng không nào? Và đây chính là không gian của phòng ngủ. Cái điểm lớn nhất của phòng ngủ mà Phượng muốn giới thiệu với mọi người đầu tiên đó chính là cái cửa sổ mà full kính này luôn đây mọi người. Đó, với cái cửa sổ full kính này nó mang đến cái cảm giác là cái phòng ngủ của mình nó rất là rộng và rất là thoải mái. Ở đây ha, khi mà mình thức dậy trong một cái ánh sáng tràn ngập trong căn phòng, chắc chắn nó cũng sẽ mang đến cho mình một cảm nhận là mang đến một cái nguồn năng lượng rất là tích cực cho một ngày mới. Thêm nữa là ví dụ mà buổi tối tối phố xá lên đèn, ngồi ở đây để mà mình ngắm cái không gian ở bên ngoài thì cũng là một điều rất là tuyệt vời. Ở đây thì lại có thiết kế kèm theo một cái cửa sổ này nha mọi người nha. Đó. Thì khi mà mình mở ra được một góc 45 độ này thì vẫn đảm bảo là cái không khí vào trong phòng nó rất là thông thoáng. Nhưng mà điều quan trọng là với những gia đình có trẻ nhỏ thì thiết kế này nó sẽ rất là an toàn cho trẻ con nha mọi người nha. Đó. Đây. Kéo một cái rèm nhẹ lại vẫn đón được ánh sáng ở bên ngoài, rất là hay ha. Và ở trong phòng ngủ này thì được sử dụng là gạch giả gỗ để lót sàn nha mọi người. Tại sao lại sử dụng gạch giả gỗ mà không phải là sàn gỗ? Thì ở đây chủ đầu tư đã dùng cái điểm này để khắc phục cái nhược điểm của sàn gỗ. Bởi vì với một người có nhiều năm kinh nghiệm sử dụng sàn gỗ như Phượng thì Phượng thấy là sàn gỗ có khá là nhiều nhược điểm. Do là cái khí hậu Việt Nam mình là ẩm nóng mà, cho nên sử dụng lâu dài chắc chắn là sẽ bị ẩm, bị mối, bị mọt, có côn trùng ở trong nhà. Thì như vậy là vừa phải tốn tiền, tốn chi phí sửa chữa lại mà lại vừa không tốt cho sức khỏe nữa. Thì gạch giả gỗ đã giải quyết được vấn đề đó, nhưng vẫn đảm bảo được cái sự ấm cúng trong phòng ngủ nha.
khi mà nghe nói tới căn hộ một phòng ngủ thì nhiều người sẽ rất là e ngại, bởi vì thực sự mà nói là sẽ không đủ công năng để sử dụng, ngay cả khi gia đình chỉ có là hai vợ chồng và một đứa con thôi. Nhưng mà với căn hộ Phú Đông Sky One thì mọi người không cần phải lo lắng vấn đề đó, bởi vì Phượng có một cái điểm cộng, mà ở đây không phải cộng một điểm nha mọi người, cộng 10 điểm luôn, đó chính là cái không gian này đây. Ở cái không gian này chúng tôi gọi là cái không gian cộng cho căn hộ của chúng ta. Với không gian này thì chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái sáng tạo theo cái ý thích của mình. Thì ở đây đó, chủ đầu tư có một cái gợi ý với những gia đình có trẻ nhỏ là đặt sẵn cái giường tầng ở đây. Với gia đình có một trẻ con hay hai trẻ con thì đều có thể sử dụng được. Còn nếu không thì chúng ta có thể tận dụng chỗ này mình làm khu vực làm việc nè, hoặc là cũng là một cái khu vực sinh hoạt chung cho cả nhà thôi, rất là tiện lợi đúng không nào. Còn nếu như gia đình có thêm người nữa mà mình muốn tận dụng chỗ này làm thêm một cái phòng ngủ cũng hoàn toàn có thể được. Ở đây gọi là không gian sáng tạo nha mọi người nha. Rồi, Phượng sẽ đến một cái khu vực tiếp theo cho mọi người mà chắc hẳn là mọi người cũng sẽ rất là quan tâm, đó chính là khu vực nhà vệ sinh. Khi một gia đình mà có hai người đó mà chỉ có một nhà vệ sinh thì chúng ta cũng sẽ lăn tăn là không biết sử dụng như thế nào. Đôi khi sẽ có những lúc mà hai người muốn sử dụng cùng một lúc thì sao? Thì ở đây chủ đầu tư cũng đã giải quyết vấn đề này cho chúng ta ngay lập tức, đó là khu vực nhà vệ sinh với hai không gian luôn nha, liền kề nhau, đó là mình có thể sử dụng hai người cùng một lúc. Có thể nói đây là nhà vệ sinh hai khoang nha mọi người. Đó, thì giải quyết được cái vấn đề cho chúng ta là nhà vệ sinh dù chỉ có một cái nhưng rất là công năng luôn. Và bên trong thì mình sẽ thấy được là cái thiết kế ở bên trong. Đó, đây nhà vệ sinh hai khoang và nội thất đi kèm thì cũng toàn là những cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường, cho nên mình hoàn toàn yên tâm về cái độ bền nè, độ đẹp nè và cái công năng sử dụng của nó. Có một điểm cộng nữa, đó chính là khi mà bàn giao đó quý vị, thì là có cái hệ thống nước nóng âm trần luôn. Và không chỉ là hệ thống nước nóng cho vòi sen không đâu, mà còn có cả ở vòi rửa ở lavabo nữa nha. Cho nên là những ngày mà trời lạnh đó thì mình sử dụng là ở cái khu vực này thì sẽ rất là tốt luôn, rất là thoải mái luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với một cái khu vực cuối cùng trong căn hộ Phú Đông Sky One ngày hôm nay, đó chính là khu vực lô gia. Mở cửa bước ra, ở đây thì mình có thể là đặt cục nóng máy lạnh nha mọi người. Và có đi sẵn đường dây ống đồng rồi cho nên về là mua máy lạnh lắp vào thôi. Thêm nữa là mình có thể là tận dụng là đặt máy giặt nè, máy sấy ở đây, giặt đồ xong rồi phơi đồ ở đây luôn, rất là tiện lợi vừa tiết kiệm thời gian. Có sẵn cục nóng máy lạnh nữa thì quần áo của mình cũng nhanh khô hơn nữa và lại mang tính thẩm mỹ nữa nha. Và không biết là mọi người có thấy được cái điểm khác biệt không ạ? Khi mà mở cửa bước ra đây, đó chính là dù là căn hộ một phòng ngủ thôi nhưng được thiết kế giống như là căn gốc vậy đó, có thể đón nắng đón gió từ cả hai mặt thoáng, đó là lô gia và khu vực phòng khách có ban công nữa. Thưa quý vị, căn hộ mẫu Phú Đông Sky One đang mở cửa để cho khách tham quan tất cả các ngày trong tuần. Để được đi tham quan thì quý vị chỉ cần đăng ký với những cách thức liên lạc đang chạy ở bên dưới màn hình quý vị nha. Hôm nay thì Phượng đã giới thiệu đến quý vị căn hộ một phòng ngủ cộng Phú Đông Sky One. Không biết ý kiến và cảm nhận của quý vị như thế nào, hãy cùng bình luận cho chúng tôi ở bên dưới. Còn bây giờ, Phượng xin chào và hẹn gặp lại.